Với những khán giả yêu mến dòng phim võ thuật Trung Quốc, Lý Liên Kiệt chắc chắn không phải là một cái tên xa lạ. Ông được biết đến là một trong những diễn viên thành công bậc nhất nền điện ảnh xứ Tỷ Dân. Người Trung Hoa nói, Lý Liên Kiệt là biểu tượng của sự ngạo nghễ về võ thuật truyền thống. Ông hoàng điện ảnh tầm cỡ thế giới. Được mệnh danh là ông vua Kung Fu, là người đứng đầu trong tứ đại kim cương của giới phim võ thuật, gồm Thành Long, Châu Tử Đan và Ngô Kinh nữa. Song trước khi đạt tới đỉnh cao danh vọng lẫn tiền tài như hiện nay, cuộc đời của Lý Liên Kiệt cũng từng phải nếm trải nhiều thăng trầm mà không phải ai cũng biết. Và trước khi khám phá về cuộc đời của ngôi sao võ thuật lừng lẫy này, anh em hãy để lại một like, một subscribe để ủng hộ Văn Tùng Discovery nhé. Cũng đừng quên bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn anh em rất nhiều. Lý Liên Kiệt sinh ngày 26 tháng 4 năm 1963 tại Bắc Kinh, trong một gia đình có 5 anh chị em mà ông là con út. Gia cảnh của ông rất khó khăn, năm 2 tuổi cha ông qua đời vì bệnh tật. Kể từ đó mẹ ông là trụ cột gia đình với nghề công nhân và bán vé xe buýt. Ngày bé, ông giống như đàn anh Lý Tiểu Long, Lý Liên Kiệt có thể trạng không tốt, rất hay bị ốm, nên được mẹ gửi đi học võ từ năm 8 tuổi để rèn luyện thân thể. Ngày đó, ông tập ủ xu với võ sư Ngô Bân cùng một sư phụ với Châu Tử Đan. Tư tưởng như cậu bé có thể chất yếu đuối đó cũng đã không theo kịp mà nhanh chóng từ bỏ. Nhưng không, ông đã sớm bộc lộ năng khiếu và tư chất để trở thành một cao thủ. Nhờ sự chăm chỉ luyện tập cùng với tài năng thiên bẩm được khai phá, năm 9 tuổi, ông được tham gia thi đấu một giải võ thuật toàn quốc thanh thiếu niên. Cùng với năm đó, tên tuổi của ông được nhiều người trên thế giới biết đến sau khi biểu diễn cho Tổng thống Hoa Kỳ Richard Nixon xem tại Nhà Trắng. Năm 1974, khi mới 11 tuổi, ông đã trở thành nhà vô địch giải ủ xu trẻ toàn Trung Quốc. Mọi người gọi ông là thần đồng võ thuật. Lúc này, Lý Liên Kiệt đã nhận được nhiều lời mời đóng phim và quảng cáo. Nhưng nghĩ mình chưa đạt tới trình độ siêu đẳng, ông trở về với sư phụ Hồ Bình. Liên tiếp những năm sau đó, 1975, 1977 và 1978, Lý Liên Kiệt tiếp tục nối dài danh tiếng của cái tên thần đồng võ thuật bằng việc mang về chức quán quân trong các kỳ thi võ thuật lớn với màn múa thương và kiếm rất đẹp mắt. Đến năm 1979, ông đoạt giải thành tựu vàng của Tổng hội Võ thuật Trung Quốc khi mới 16 tuổi. Cũng tại thời điểm này, vua Kung Fu bắt đầu lấn sân sang ngành giải trí khi lọt mắt xanh các nhà làm phim. Đến năm 1981, chỉ với vai hòa thượng Giác Viễn trong Thiếu Lâm Tự, từ một gã tay ngang đóng phim như Lý Liên Kiệt đã chính thức trở thành ngôi sao tầm châu Á. Và năm đó ông mới 18 tuổi. Những năm tiếp theo, cái tên Lý Liên Kiệt bắt đầu vươn ra thế giới, chạm đến các khán giả Đông Nam Á, Nhật và Mỹ. Ông tiếp tục đóng các phim về thiếu lâm và gây được tiếng vang rất lớn. Từ năm 1998, Lý Liên Kiệt tấn công sang thị trường Hollywood, chính thức vươn tầm ngôi sao võ thuật quốc tế. Thập niên 1990 có thể được nói là thời kỳ đỉnh cao của Lý Liên Kiệt khi ông liên tục khuấy đảo màn ảnh thế giới. Với những thành công có được trong nghiệp diễn xuất, nhiều ý kiến cho rằng Lý Liên Kiệt gặp may khi sở hữu gương mặt nhìn là thái quân tử. Ông luôn được các nhà làm phim ưu tiên các vai diễn anh hùng trượng nghĩa. Dù vậy, không ai có thể phủ nhận tài năng và sự cố gắng của tài tử này. Để thành danh nhờ những hành động, Lý Liên Kiệt đã phải đánh đổi bằng vô số chấn thương trên cơ thể. Thậm chí năm 1981, ông có giấy chứng nhận tàn tật cấp 3. Khách quan mà nói, Lý Liên Kiệt được yêu thích không phải nhờ khả năng diễn xuất thần sầu như những diễn viên được đào tạo chính chuyên, mà vì những thế võ đẹp, lạ, mạnh mẽ và đúng chất thiếu lâm của ông. Đây là tài năng do thiên bẩm và khổ luyện của một cao thủ võ lâm thực sự, chứ không dựa dẫm vào kỹ xảo điện ảnh hay là kỹ năng diễn xuất để tô vẽ. Bởi thế, không lạ gì khi mà Lý Liên Kiệt sở hữu gia tài phim ảnh ăn khách cực kỳ đồ sộ với những vai diễn kinh điển để đời, trở thành tượng đài khó thay thế trong lòng người hâm mộ. Như đã nói ở trên, năm 1981 đánh dấu bước ngoặt đối với chàng trai họ Lý bằng vai diễn trong 3 bộ phim Thiếu Lâm Tự đã gây được tiếng vang lớn, tạo bước đệm đầu tiên trên con đường khẳng định tên tuổi trong lĩnh vực điện ảnh của Lý Liên Kiệt. Năm 1991, với bộ phim Hoàng Phi Hồng kinh điển, Lý Liên Kiệt đã đưa tên tuổi của mình đến được Hollywood. Khán giả Đông Nam Á thì đâu đâu cũng nhắc đến Hoàng Phi Hồng, G13, Quỷ Cước Thất là các nhân vật trong phim này. Phần hành động của phim cũng nhờ sự đạo diễn tài tình của Từ Khắc và Viên Hòa Bình. Tiếp đến là hàng loạt các phim kinh điển như Phương Thế Ngọc, Hoàng Phi Hồng 2 và 3 đã đưa ông lên đến đỉnh cao của vinh quang. Trước hết là một hình tượng anh hùng trong lòng người châu Á và sau đó là cả thế giới. Nhưng Lý Liên Kiệt không tham danh vọng, ông đã dừng đóng phim một thời gian. Có người thắc mắc thì ông nói, tôi đã khổ cực từ nhỏ, mục đích sống của tôi chỉ là để thoát khỏi khổ cực, chứ danh tiếng thì không đem lại hương vị gì. Một thời gian sau, người ta nghe Lý có chuyện cãi vã về vấn đề tiền bạc với một đạo diễn và dính líu với hội Tam Hoàng Thượng Hải. Hiểu rằng ông đang khó khăn, nhiều đạo diễn có ý định mời ông đóng phim. Lý Liên Kiệt đã chọn đạo diễn Vương Tinh. Các phim ông đóng lúc này khá khác với hình tượng những vai xã hội đen rùng rợn và hài hước nhiều hơn. Ít khi đánh đấm, lại đi bên cạnh một mỹ nhân hết sức gợi cảm như kiểu Mỹ, cần vệ Trung Nam Hải với Trung Lệ Đề và thử đảm Uy Long với Khâu Thục Trinh. Cho đến khi Viên Hòa Bình,
Nhà chỉ đạo võ thuật nổi tiếng lúc bấy giờ mời ông đóng bộ phim Tinh Võ Anh Hùng, một bộ phim về Trần Chân mà nhiều diễn viên võ thuật đã rất thành công như Lý Tiểu Long với Tinh Võ Môn 1972, Châu Tử Đan với loạt phim truyền hình Tinh Võ Môn năm 1995. Và lần này, Lý Liên Kiệt đã có thể vượt qua được những cái bóng của những cây đa kê đệ trong giới, làm sống dậy hình tượng Trần Chân một lần nữa. Cũng như hình tượng anh hùng võ thuật cổ truyền của chính mình, tên tuổi của ông lại được tung hô. Lý Liên Kiệt hoạt động rầm rộ hơn trước. Ông hợp tác với nhiều diễn viên nổi tiếng như Trương Ngọc Hữu, Khâu Thục Trinh, Châu Tinh Chỉ, Trương Mạn Ngọc. Đến năm 2001, đạo diễn Trương Nghệ Mưu lần đầu tiên làm phim võ hiệp anh hùng. Lý Liên Kiệt đóng vai chính trong bộ phim này và đây là lần thứ hai Lý Liên Kiệt với lối võ đẹp mắt đối đầu với Châu Tử Đan với lối võ mạnh mẽ. Cả hai bất phân thắng bại, hai đạo diễn tài ba từ khác và Trương Nghệ Mưu không ngớt lời khen ngợi những pha võ của hai võ sư lừng danh này. Trong phim anh hùng, bên cạnh Châu Tử Đan còn có Lương Triều Vĩ, Trương Mạn Ngọc, Trương Tử Di, Trần Đạo Minh là những diễn viên chuyên diễn xuất nội tâm, nên nhiều người đánh giá diễn xuất của Lý Liên Kiệt có phần bị lép vế. Tuy nhiên, thành công về nghệ thuật của phim là một điều không ai chối cãi được. Anh hùng có thể nói là bộ phim đẹp nhất đời của Lý Liên Kiệt. Lý Liên Kiệt chạm ngõ Hollywood sau Lý Tiểu Long, Thành Long cùng với Dương Tử Quỳnh và trước cả Châu Tử Đan. Như một tất lẽ dĩ ngẫu mà nhiều người mong muốn, Lý phần nào bị đồng hóa theo phim Mỹ đã trở thành sự thật. Dù sao thì khi xem lại Hoàng Phi Hồng, Phương Thế Ngọc, Tiếu Ngạo Giang Hồ hay Tinh Võ Anh Hùng, người ta đã có thể quên đi những Cradle 2, The Gap hay là The One, Jenny the Dog mà không trách sự tây hóa cho phim của Lý Liên Kiệt. Năm 2006, phim võ thuật Hoắc Nguyên Giáp được công chiếu trên toàn thế giới, được xem như bộ phim võ thuật cuối cùng của Lý Liên Kiệt. Trong Hoắc Nguyên Giáp, Lý Liên Kiệt thủ vai chính là Hoắc Nguyên Giáp, một nhân vật có thật trong lịch sử đã lập ra Tinh Võ Môn, từng đánh bại những võ sĩ ngoại quốc và Nhật Bản trên võ đài, lấy lại uy danh cho người Trung Quốc trong một thời kỳ xã hội phong kiến đang bị lụi tàn dần. Duyên phận là trước kia trong phim Tinh Võ Anh Hùng, Lý Liên Kiệt đã từng thủ vai Trần Chân, một trong những đệ tử nổi tiếng của Hoắc Nguyên Giáp. Hoắc Nguyên Giáp được công chiếu vào năm 2006 tại Hồng Kông, tiếp theo đó là tiến ra những cái rạp Hoa Kỳ và ngay lập tức leo lên vị trí thứ hai trong số top phim ăn khách nhất trong tuần công chiếu đầu tiên. Lý Liên Kiệt từng nói, tôi bước vào thị trường phim võ thuật này từ khi mới 16 tuổi cho tới giờ, tôi nghĩ mình đã chứng tỏ đủ khả năng trên lĩnh vực này và chẳng có gì hứng khởi nếu tôi tiếp tục chặng đường này trong năm hay là 15 năm tới nữa. Hoắc Nguyên Giáp là cái kết của cuộc đời tôi với tư cách là một người sao võ thuật. Bộ phim Hollywood năm 2007 của Lý Liên Kiệt, Cuộc Chiến Khốc Liệt, tựa đề tiếng Anh là War, đã được công chiếu vào tháng 8 năm đó, chính là sự tái ngộ của ông với nam diễn viên Jason Statham. Trước kia tôi đóng cặp với ông trong The One, đáng tiếc là War chỉ thu được 23 triệu đô trên màn ảnh, trở thành một trong những phim có doanh thu thấp nhất của Lý tại thị trường Hoa Kỳ. Ngoài trừ hai bộ là Romeo Phải Chết và Anh Hùng, những bộ phim của Lý Liên Kiệt thường chỉ đạt những thành công khiêm tốn tại Hoa Kỳ như là Nụ Hôn Của Rồng, The One, Cradle 2, The Gift hay là cả phim Hoắc Nguyên Giáp nữa. Cuối năm 2007, Lý Liên Kiệt trở lại Trung Quốc tham gia một bộ phim chiến tranh do Hồng Kông Trung Quốc hợp tác sản xuất, Đầu Danh Trạng cùng với Lưu Đức Hoa và Kim Thành Vũ. Bộ phim đã thành công vang dội về mặt doanh thu và giúp ông trở thành ảnh đế, nam diễn viên chính xuất sắc nhất của lễ trao giải phim Hồng Kông, giải thưởng điện ảnh Hồng Kông. Lý Liên Kiệt và đàn anh của mình, diễn viên hài võ thuật Thành Long lần đầu cùng góp mặt trên màn ảnh qua bộ phim Vua Kung Fu. Phim được khởi quay từ năm 2007 và lần đầu tiên công chiếu vào 18 tháng 4 năm 2008, đã gặt hái thành công lớn về doanh thu. Phim dựa trên tiểu thuyết về Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, từ một trong tứ đại danh tác của Trung Quốc Tây Du Ký. Ngoài ra, Lý Liên Kiệt còn tham gia đóng vai phản diện Tần Thủy Hoàng trong bộ phim hành động giả tưởng Xác Ướp 3 Lăng Mộ Tần Vương, cùng với nam diễn viên Reardon Foster, cùng với Dương Tử Quỳnh, một vai nhỏ trong bộ phim Kiến Quốc Đại Nghiệp. Năm 2010, lần đầu tiên Lý Liên Kiệt thử sức với thể loại tâm lý với bộ phim Hải Dương Thiên Đường. Bộ phim được xây dựng dựa trên một câu chuyện có thật kể về một người đàn ông sắp chết Lý Liên Kiệt đóng, đã kiên cường giúp cậu con trai mắc chứng tự kỷ chiến đấu lại bệnh tật. Đây là bộ phim đầu tiên không thuộc thể loại hành động trong suốt 25 năm sự nghiệp điện ảnh của ông. Lý Liên Kiệt cho biết ông đã hoàn toàn bị kịch bản làm phim thu hút bởi tính nhân văn và những bài học sâu sắc mà bộ phim truyền tải. Lý Liên Kiệt ra mắt bộ phim võ thuật năm 2011 là tiểu thuyết Bạch Xà cùng với Tân Long Môn Khách Sạn do Từ Khắc làm đạo diễn, làm lại thứ bộ phim cùng tên do chính ông đóng vai trò sản xuất năm 1992. Lý Liên Kiệt trở lại diễn xuất ở Hollywood trong bộ phim có tựa đề tiếng Việt là Biệt Đồ Đánh Thuê, một bộ phim hành động quy tụ một dàn diễn viên với nhiều cái tên nổi tiếng. Giữa thời kỳ hoàng kim, sự nghiệp diễn xuất của Lý Liên Kiệt gặp trục trặc khi phải đối mặt với căn bệnh cường tuyến giáp, sức khỏe nam diễn viên đã giảm sút nghiêm trọng. Lý Liên Kiệt có thể không nhận vai diễn vì bệnh tật bắt buộc ông không được vận động mạnh. Ngoài ra, ông còn phải chịu đựng rất nhiều vấn đề khác về sức khỏe, giảm trên 7kg, chấn thương ở mắt cá chân, gãy mũi, gãy xương cổ tay, đau cột sống, có lúc nhịp tim lên tới 130 lần một phút dù đang ngồi. Do sức khỏe giảm nên Lý Liên Kiệt tuy còn đang trong thời kỳ hoàng kim, nhưng nhiều dự án mới buộc phải dừng lại. Chính ông cũng phải tiếc nuối vì không thực hiện được nhiều đam mê võ thuật đến cùng.
Tôi không phải là Hoác Miên Giáp, tôi không phải là Hoàng Phi Hồng, cũng không phải là anh hùng. Tôi cũng như các bạn chỉ là một người bình thường mà thôi. Cũng phải đối mặt với những nỗi lo lắng một ngày nào đó sẽ không thể tiếp tục công việc nữa, đăng diễn viên chia sẻ trong một buổi gặp gỡ báo chí gần đây. Lý Liên Kiệt ban đầu được xác định để cùng xuất hiện với Vin Diesel trong bộ phim The Return of Xander Cage. Tuy nhiên đến phút chót thì ông lại phải rời dự án do gặp vấn đề về sức khỏe và vai diễn sau đó đã được thay thế bằng Châu Tử Đan. Vai diễn mới nhất của Lý Liên Kiệt là vai Khương Tử Nha trong phim Phong Thần Bảng ra mắt tháng 7 năm 2016. Một năm sau ông ấy trở về Mỹ để đóng vai trong một bộ phim hành động mới cùng với một số diễn viên. Năm 2018, Lý Liên Kiệt đã trở lại màn ảnh với vai diễn mới trong dự án phim Hoa Mộc Lan do Disney đầu tư chính sản xuất. Đây là lần tái ngộ tiếp theo trên màn ảnh giữa Lý Liên Kiệt và Châu Tử Đan. Người ta vẫn nói anh hùng thì khó qua được gải mỹ nhân, Lý Liên Kiệt cũng không phải là ngoại lệ. Có hai bóng hồng người ta không thể không nhắc đến khi nói về Lý Liên Kiệt. Bóng hồng đầu tiên là diễn viên Hoàng Thu Yến, người ở bên ông từ thủ Hàn Vi, chăm sóc ông. Người còn lại là Hoa hậu Lợi Trí xuất hiện khi nam diễn viên đã có danh vọng khiến tài tử bỏ người yêu cũ. Cuộc tình tay ba này vấp phải nhiều đồi tranh cãi của dư luận khiến báo chí phải tốn nhiều giấy mực. Lý Liên Kiệt trùng tiếng sét ái tình ngay khi gặp đàn chị hơn 2 tuổi Lợi Trí trên phim trường Long Tại Thiên Nhai. Vẻ đẹp tuyệt thế của Lợi Trí khiến vô cùng phu chết mệt. Năm 1989, ông đệ đơn ly hôn với người vợ Thanh Mai Trúc Mã, bỏ hai người con gái để có thể yêu tự do người đẹp vừa gặp đã muốn ở bên trọn đời. Dù Lợi Trí từng có đời tư phức tạp và nhiều tai tiếng, nhưng nam tài tử đều bỏ ngoài tai, nhất kiến trung tình với mỹ nhân này. Ông đã mất 10 năm để theo đuổi và chứng minh tấm chân tình với Lợi Trí. Thậm chí khi Lợi Trí đầu tư bất động sản thất bại, Lý Liên Kiệt lao vào đóng phim, chấp nhận những kịch bản không nổi bật để kiếm tiền giúp đỡ người yêu xoay sở nợ nần. Ông cũng thường chia sẻ việc thu hút được sự chú ý của một đại mỹ nhân như Lợi Trí là cả một thử thách. Cô ấy có vô vàn người theo đuổi và tình cờ thay tôi là đã kẻ kém nổi bật nhất. Giỏi võ công cũng chẳng ích gì. Tuy nhiên cũng vì sự kiên trì của thầy tử họ Lý mà nàng hậu xứ Cảng Thơm cuối cùng cũng đồng ý lấy ông. Theo lời nam tài tử, ông lấy vợ đầu chỉ vì trả tình nghĩa và đến khi gặp người vợ Kiều Diễm này, bản thân mới biết tình yêu thực sự là gì. Lý Liên Kiệt từng thừa nhận là sau khi gặp Lợi Trí, tình yêu mà tôi dành cho cô ấy có thể khiến tôi từ bỏ danh vọng, địa vị và cuộc sống của mình. Tôi có thể từ bỏ mọi thứ trong mối quan hệ trước đây, tôi không có cảm giác đó và tôi không hiểu được ý nghĩa của tình yêu. Năm 1999, cặp đôi chính thức kết hôn tại Los Angeles của Mỹ sau khi lập gia đình. Lợi Trí rời khỏi showbiz để lao vào kinh doanh và tập trung vun vén tổ ấm. Năm 1991, Lý Liên Kiệt chia tay vợ đầu là Hoàng Thu Yến. Hai con gái của ông là Lý Tư mới 3 tuổi và Lý Đài Mật mới 2 tuổi được tòa xử cho mẹ nuôi dưỡng. Hoàng Thu Yến lúc ấy vừa nhập cư sang Mỹ nên chưa tìm được công việc ổn định, đành để Lý Liên Kiệt tạm thời nuôi dưỡng hai con. Lúc này ngôi sao võ thuật bận rộn sự nghiệp nên đã bỏ lại hai con gái ở Bắc Kinh, đi biển biệt 2 năm trời không về thăm con một lần. Chỉ vài năm sau khi ông tái hôn với bạn gái mới Lợi Trí và xây dựng cuộc sống riêng, hai chị em Lý Tư và Lý Đài Mật từng quyết tâm sẽ không bao giờ tha thứ cho cha. Trong hôn lễ của cha, hai cô bé đều nhất quyết không chịu đi. Đó cũng là nguồn cơn truyền thông Hồng Kông từng chỉ trích Lý Liên Kiệt là người cha tệ bạc và vô trách nhiệm. Với độ nổi tiếng và tên tuổi vượt qua giới hạn của showbiz vươn tới tầm quốc tế, ông đã hái ra rất nhiều của cải, nhiều hoạt động đóng phim, quảng cáo và kinh doanh bất động sản. Ở thời đỉnh cao, cát xê của ông có thể lên tới 15 triệu đô la Mỹ cho mỗi phim. Riêng giá trị tài sản với bất động sản của vợ chồng Lý Liên Kiệt ước tính rơi vào khoảng 1 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 3.500 tỷ đồng. Con số này chưa bao giờ gồm xe và những khoản đầu tư khác. Năm 2011, Lý Liên Kiệt là người duy nhất hoạt động trong làng giải trí có tên trong bảng xếp hạng những người giàu nhất Trung Quốc với khối tài sản ước tính khoảng 6.800 tỷ đồng. Cuối năm 2011, tài tử này tiếp tục bổ sung vào khối tài sản khổng lồ của mình, số tiền là 308 tỷ đồng. Đây là khoản hời của ông kiếm được từ việc tham gia Long Môn Phi Giáp. Trước đó vào năm 2020, khi trải lòng với truyền thông về cuộc hôn nhân của mình và vợ là cựu Hoa hậu Lợi Trí, Lý Liên Kiệt đã cho biết toàn bộ khối tài sản khoảng 300 triệu đô la Mỹ, khoảng 7.000 tỷ đồng, được ông giao hết cho bà xã quản lý. Nam tài tử cho biết, là một người chồng tôi luôn muốn thấy vợ con mình vui vẻ và an toàn. Vì thế toàn bộ tài sản của tôi đều do vợ quản lý. Nghe có vẻ khó tin, nhưng tôi là kẻ không có tiền. Được biết đây cũng chính là lời hứa của Lý Liên Kiệt trao cho vợ khi theo đuổi Hoa hậu Lợi Trí. Từ giờ trở đi, anh sẽ đưa em mỗi đồng tiền anh kiếm được và quả thực vua cung phu luôn giữ đúng lời hứa của mình. Tối ngày 15 tháng 11 năm 2017, buổi giới thiệu môn võ mới Công Thủ Đạo do Lý Liên Kiệt và Jack Ma sáng lập đã được tổ chức tại Bắc Kinh với sự có mặt của nhiều tên tuổi lớn trong giới như là Ngô Kinh, Văn Trương, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Võ thuật Quốc tế Ngô Đình Quý, Phó Chủ tịch Võ thuật Trung Quốc Ngô Bân. Lý Liên Kiệt và Jack Ma mang đến buổi quảng bá không chỉ bộ môn võ độc đáo mà còn cả bộ phim quảng bá Công Thủ Đạo tốn kém.
Với hiệu ứng kỹ xảo cầu kỳ, phim có sự tham gia của 11 ngôi sao và đạo diễn, chỉ đạo võ thuật hàng đầu của điện ảnh Hoa ngữ gồm Châu Tử Đan, Lý Liên Kiệt, Ngô Kinh, Hồng Kim Bảo, Trình Tiểu Đông, Viên Hòa Bình, Triệu Thanh Long, Hướng Tà, Trứ Thị Minh, Lưu Thừa Vũ và Tony Ja đến từ Thái Lan, đã thu hút 150 triệu lượt người xem trên nền tảng video phổ biến của Trung Quốc ngay từ khi vừa mới ra mắt. Lý Liên Kiệt chia sẻ Công Thủ Đạo không chỉ là một bộ phim mà còn là sản phẩm quảng bá võ thuật, trong khi cuộc thi Công Thủ Đạo là trọng tâm, chính thức mở màn thi đấu từ ngày 15 tháng 11 2017 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Nói về Công Thủ Đạo, Lý Liên Kiệt nhiều lần nhắc tới mơ ước của anh và tỷ phú Jack Ma đã đem văn hóa võ thuật truyền thống Trung Quốc quảng bá ra thế giới. Ngoài ra, Công Thủ Đạo được cải tiến từ Thái Cực Thôi Thủ, có quy tắc đơn giản hóa, áp dụng 3 cơ chế giải hiệp đấu, mỗi hiệp kéo dài 2 phút, thời gian nghỉ giải lao 1 phút dẫn trước 15 điểm giành chiến thắng, thông qua các kỹ thuật để đạt đến mục đích chế ngự người mà không bị người chế ngự. Lý Liên Kiệt nói Thái Cực Quyền là phiên bản 1.0, Thái Cực Thôi Thủ là phiên bản 2.0, Công Thủ Đạo chính là phiên bản 3.0, chính là đem Thái Cực từ mặt phẳng làm thành lập thể. Lý Liên Kiệt bày tỏ anh sẽ dốc sức làm cho Công Thủ Đạo trở thành môn thể dục phổ biến, không bị hạn chế về tuổi tác. Từ những người trung niên 50 tuổi trở lên đến học sinh trung học mười mấy tuổi đều có thể tham gia tập luyện. Video mà Công Thủ Đạo theo đuổi là duy trì đối kháng nhưng không gây thương tổn trực tiếp cho thân thể của đối phương. Ở độ tuổi 60, Lý Liên Kiệt gần như mất hút bí ẩn trước truyền thông và công chúng sau thời gian xuất hiện rộng rãi để quảng bá cho bộ phim Hoa Mộc Lan từ đầu 2021. Tài tử 58 tuổi bất ngờ bật vô âm tín, ông không đóng phim, không tham gia bất cứ một hoạt động nào của showbiz, cũng không còn tương tác với người hâm mộ. Ngay cả vào ngày sinh nhật của mình, trong khi bạn bè người hâm mộ ao ạt gửi lời chúc mừng, nam diễn viên tuyệt nhiên không một lời hồi đáp. Theo nhiều nguồn tin, Lý Liên Kiệt hiện đã chọn cuộc sống kín tiếng, không mang đến giàu sang danh tiếng mà dồn hết tâm huyết chăm sóc vợ con và tu hành. Nếu là người yêu mến và thường xuyên theo dõi ông, chắc chắn bạn không lạ gì với thói quen tu hành này của nam tài tử. Nam diễn viên thậm chí còn từng chia sẻ thâm nguyện được hỏa táng tại một ngôi chùa ở Tây Tạng sau khi mất. Theo Lý Liên Kiệt, Phật giáo giúp ông sống bình dị, không mang danh lợi hay vật chất. Nam diễn viên cũng thường xuyên tham gia hoạt động thiện nguyện để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, ông vẫn tập trung nghiên cứu phát triển môn võ Công Thủ Đạo mới sáng lập. Mỗi khi có thời gian, ông thường lên chùa ở những vùng quê để trò chuyện với các nhà sư và ngồi thiền ở trong hang động. Cũng có thông tin cho rằng Lý Liên Kiệt hiện không có ở Trung Quốc mà đang sống cùng vợ con ở nước ngoài. Sau 2 năm dịch bệnh phức tạp, ông không muốn xuất hiện trước công chúng nữa, cũng không tham gia những hoạt động trong làng giải trí. Thay vào đó, Lý Liên Kiệt dành phần lớn thời gian để ở bên người thân và an dưỡng tuổi già. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là những lời đồn đoán chưa được xác thực. Vì thế, cuộc sống hiện tại của Lý Liên Kiệt càng trở nên bí ẩn với người hâm mộ. Duy chỉ có một điều mà chúng ta có thể chắc chắn thông qua những bức ảnh mà các con gái của ông đăng trên mạng xã hội khoảng 4 năm trước. Thì theo thời gian, nam tài tử hô mưa gọi gió, năm nào cũng chẳng thể giữ mãi khí phách hào hùng thuở ấy. Hình ảnh ông lão Lý Liên Kiệt già nua với mái tóc cạo gần hết, chỉ còn chân tóc bạc trắng, khuôn mặt nhăn nheo, đầy mệt mỏi khiến nhiều người tiếc nuối. Bệnh cường, tuyến giáp và tuổi già đã làm ông già đi trông thấy. Thời gian trôi đi như một cái chớp mắt, Lý Liên Kiệt từ ông hoàng võ thuật dần trở thành người đứng bên kia dốc cuộc đời. Nhưng tin rằng hình ảnh của một hoàng phi hồng trượng nghĩa, một hoắc viên giáp chính trực anh hùng vẫn luôn sống mãi trong lòng người hâm mộ. Gia tài phim ảnh và những giá trị nghệ thuật tinh thần tự tôn dân tộc mà Lý Liên Kiệt mang đến cho điện ảnh Hoa ngữ cũng sẽ còn mãi. Còn anh em nghĩ sao về câu chuyện trong video ngày hôm nay? Có ai ở đây là fan của vua Kung Fu Lý Liên Kiệt không ạ? Hãy chia sẻ ở phần bình luận nhé. Đừng quên tặng chúng mình một like, một subscribe. Trước khi rời đi, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.